Hãng hàng không TAP của Bồ Đào Nha vừa thông báo sa thải 9.000 người, trong đó có nhiều phi công. 1.000 người may mắn giữ được việc làm phải chấp nhận giảm lương 20%. Trong tháng 4 này, không có hành khách. Hoạt động duy nhất của hãng là đưa máy bay rỗng sang nước khác đưa công dân Bồ Đào Nha về quê nhà. Các hãng hàng không châu Âu đều đang trong tình cảnh tương tự. Chúng tôi đang yêu cầu các chính phủ đánh giá hậu quả kinh tế. Ngành hàng không suy thoái thì hậu quả không chỉ tác động đến riêng ngành này, mà sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt của toàn bộ nền kinh tế. Hàng không là ngành chịu thiệt hại nhiều nhất từ đại dịch. Mặt khác, trong thời điểm dịch bệnh, các hãng hàng không đều được các chính phủ huy động hồi hương công dân và vận chuyển vật tư y tế. Các chuyến bay hầu như là chỉ có khách đi một chiều, chiều ngược lại gần như rỗng không, cũng có nghĩa là bay lỗ vốn. Vì lẽ đó mà khi chính phủ Pháp đề xuất cho các hãng hàng không được chậm thuế 2 năm, Ủy ban châu Âu đã đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tài chính cho toàn bộ ngành vận tải, đặc biệt là các hãng hàng không. Với sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên sẽ tìm giải pháp cứu các công ty lớn trong lĩnh vực vận tải khỏi bị phá sản. Năm giải pháp mà Ủy ban châu Âu quyết định hôm 20 tháng 3 vừa rồi và có hiệu lực đến hết năm nay là cho phép chính phủ các nước châu Âu rót tiền trợ cấp trực tiếp cho các hãng hàng không, cho chậm thuế hoặc miễn giảm thuế, bảo lãnh vay, cho vay ưu đãi và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ngắn hạn. Theo ước tính thì trong năm nay, ngành vận tải hàng không châu Âu sẽ mất 44% doanh thu. Ngay cả khi đại dịch kết thúc, chưa biết khi nào, thì cũng phải 2 đến 3 năm sau đó, hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không và sân bay quốc tế mới trở lại bình thường. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ.